Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Hạ Sĩ Quan Xe Tăng 1, Binh chủng Tăng Thiết Giáp mùng 1 tháng 9 năm 1972, mùng 1 tháng 9 năm 2022, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen Trường Hạ Sĩ Quan Xe Tăng 1. Trong thư, Bộ trưởng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích của nhà trường trong 50 năm qua đã đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, cung cấp thành viên kíp xe tăng thiết giáp cho các đơn vị toàn quân làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng trong giai đoạn cách mạng mới, đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 6, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương. Làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra chỉ rõ, thời gian qua Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực nói riêng. Nổi bật là đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện chuyển giao, tiếp nhận xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực. Trong giai đoạn 2011-2021, toàn ngành công thương đã tiến hành 619 cuộc thanh tra. Trong đó, các đơn vị trực thuộc bộ tiến hành 177 cuộc, các cục quản lý thị trường địa phương trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành 442 cuộc. Qua công tác thực hiện nhiệm vụ, các cục quản lý thị trường ở các địa phương đã chuyển 208 vụ việc sang cơ quan điều tra. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng kinh tế tiêu cực tại Bộ Công Thương còn có tồn tại hạn chế như công tác lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc việc phát hiện các vụ việc sai phạm còn chưa kịp thời, việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng có thời điểm chưa sâu sát, chưa quyết liệt. Đại tướng Lương Cường ghi nhận công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua và nhấn mạnh kiểm tra chuyên đề lần này là dịp để Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương phát huy những điểm làm được, làm tốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác giám định, định giá tài sản. Các đơn vị được kiểm tra phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế. Chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản còn chậm, nhất là đối với việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực trong lĩnh vực công thương. Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc ban hành phối hợp ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản, nâng cao nhận thức cho các tổ chức giám định, người làm giám định, định giá tài sản thuộc ngành công thương về vị trí vai trò quan trọng của công tác giám định, định giá tài sản đối với quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế.